Thưa quý vị, những đợt dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt những người khó khăn thì nay lại càng khó khăn chật vật hơn. Xuất phát từ thực tiễn như vậy, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho bà con khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là tổ chức các phiên chợ không đồng với đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm. Và đây là lần thứ tư Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức phiên chợ này. 8 giờ sáng, tại nhà sinh hoạt của phường Thạc Gián, một số người dân đã đến đây để mua sắm hàng hóa không đồng. Dù là phiên chợ không đồng, nhưng các mặt hàng rất phong phú, đảm bảo chất lượng như là gạo, mì tôm, các loại rau, củ, trứng gà, gia vị, v.v. Nhiều người dân cho biết mấy đợt dịch vừa qua đến nay khiến họ thiếu việc làm, thu nhập bấp bênh, sinh hoạt ăn uống phải dè kiệm. Thì những phiên chợ như thế này giúp họ tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn. Liên hiệp phụ nữ đã chung nhau để góp giúp đỡ cho gia đình tôi vượt qua khó khăn dịch bệnh COVID-19. Tôi cũng hết sức cảm ơn. Những phần quà miễn phí nhưng trân quý hơn cả chính là cách cho, cách trao của chị em phụ nữ phường. Mỗi người đứng một gian hàng rất nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ bà con lấy hàng. Chưa kể với những bao hàng đầy ắp, nặng, khó xách thì chị em không nề hà, nhanh chóng hỗ trợ mang ra đem lên xe cho bà con. Thấy phiên chợ rất là vui, đầm ấm và có nhiều món hàng để hỗ trợ cho bữa cơm gia đình được ấm cúng. Tổ chức kiểu này thì cũng đỡ cho bà con nhân dân. Thì trong cái hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa dịch này cũng giải quyết một phần cho cái khó khăn của nhân dân. Phiên chợ này được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đảm bảo phòng chống dịch kỹ càng, trong đó tổ chức cho bà con đến phiên chợ theo giờ, không để tập trung đông người. Được biết, trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã khảo sát và chọn ra khoảng 50 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để phát thẻ nhận quà, mua sắm tại phiên chợ không đồng. Mỗi thẻ tương ứng 250.000 đồng. Tổng kinh phí được hội vận động từ các chi hội phụ nữ và các cá nhân trên địa bàn ủng hộ. Cái thời điểm dịch năm 2020, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã nảy sinh ra cái mô hình phiên chợ không đồng này. Thì năm 2020 thì đã tổ chức được 3 phiên chợ. Thì tiếp theo của đợt dịch năm 2021 này thì phụ nữ tiếp tục làm cái phiên chợ này. Thì cũng nhằm hỗ trợ những cái phần quà cho những hộ dân có cái thời gian dịch bệnh kéo dài, có bị ảnh hưởng. Hội Phụ nữ phường Thạc Gián cũng cho biết thêm là thông qua tổ chức các phiên chợ không đồng trong những đợt dịch, hội đã hỗ trợ được khoảng 200 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19. Và những phiên chợ không đồng này đã thể hiện được sự quan tâm sẻ chia của các cấp hội phụ nữ đối với bà con khó khăn trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ kịp thời những nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời điểm gian khó, qua đó góp phần cùng địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội trong mùa dịch.